các bạn. Quận 9 đây, quận 9 Sài Gòn. Tới trạm. Cái trạm không có người xuống, không có người lên, không có người xuống. Nhắc nhở kéo khẩu trang lên để công an nó thấy, nó bắt thả. Nàng ngoài này còn đất mà chưa xây dựng nè các bạn, nó đất người ta mua mà người ta chưa xây dựng đó, cho nên nó còn. Cái bãi này khác cái bãi hổm, bãi của hổm khác bãi này khác. Cái bãi đó trống bên tay trái khác, bên này bãi đó trống bên tay phải. Người ta chưa xây dựng. Đoạn này vô quận 2 rồi.